Hôm 21 tháng 5, Trung Quốc triệu đại sứ Nhật Bản để phản đối tuyên bố chung các nước G7 đưa ra ở Hiroshima. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong buổi triệu đại sứ Nhật Bản, đề cập đến tuyên bố chung Trung Nhật Bản năm 1972, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tôn Vệ Đông cho rằng Nhật Bản hợp tác với các nước khác tại hội nghị thượng đỉnh G7. Trong các hoạt động và tuyên bố chung, nhằm bôi nhỏ và tấn công Trung Quốc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và tinh thần của 4 văn kiện chính trị giữa hai bên. Ông Tôn Vệ Đông cho biết các hành động của Nhật Bản gây bất lợi đối với chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. Ông tuyên bố Trung Quốc không hài lòng và kiên quyết phản đối các hành động này. Nhật Bản nên điều chỉnh cách hiểu về Trung Quốc, nắm bắt quyền tự chủ chiến lược, tuân thủ các nguyên tắc của 4 văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như thực sự thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ song phương với tinh thần mang tính xây dựng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh yêu cầu London ngừng vu khống và bôi nhọ Trung Quốc để tránh gây thêm tổn hại cho quan hệ song phương. Hội nghị thượng đỉnh G7, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canada và Italia vừa diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản. Tuyên bố chung hội nghị cho hay, các lãnh đạo G7 quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cảnh báo Trung Quốc về hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông. Tuyên bố của G7 phản đối mạnh mẽ bất cứ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc biện pháp cưỡng ép. G7 tái khẳng định hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là rất cần thiết với an ninh toàn cầu, đồng thời kêu gọi giải pháp hòa bình cho căng thẳng ngày càng tăng liên quan đến vấn đề Đài Loan. Ngoài ra, G7 cũng bày tỏ lo ngại về tình hình Tây Tạng, Tân Cương. Hôm 20 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên án hội nghị G7, nhấn mạnh thời kỳ một số ít quốc gia phương Tây có thể cố tình can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và thao túng các vấn đề toàn cầu qua rồi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi G7 ngừng kiềm chế các quốc gia khác và quay trở lại con đường đúng đắn đối thoại và hợp tác. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.